khi kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở dòng sông mát. Anh là con thuyền tình, đôi mình yêu nhau mãi, sông kia êm đưa thuyền về bên mộng. Em bầu trời xanh thẳm, anh là em lượn bay, em là trăng anh gió, gió trăng mơn man giữa trời tình yêu. Đôi ta yêu nhau trăm năm mãi yêu, đôi ta như chim chung đôi cánh bay, đôi ta như cây bên cạnh. Em như hoa tươi mênh mang ngát hương, anh như bướm kia yêu hoa ngất ngây. Hàng dừa bóng mát, anh lữ khách dừng chân. Em là vạt nắng ấm sưởi trái tim anh, muốn đời chẳng phai. Trời tình yêu, đôi ta yêu nhau trăm năm.
mãi yêu. Đôi ta như chim chung đôi cánh bay, đôi ta như cây liên canh. Em như hoa tươi mênh mang ngát hương, anh như bướm kia yêu hoa ngất ngây. Mình yêu nhau mãi nhé em. Kính thưa các cô, kính thưa không các bà, các bác, các anh, các chị và các cháu. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Quân và cháu Bích, được phép của gia đình, hai cháu đã tìm hiểu đến hôm nay, hai cháu đã tâm đầu ý hợp nên vợ thành chồng. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 5 âm lịch, ngày lành tháng tốt. Hai vợ chồng tôi và hai vợ chồng ông Mạnh có sửa cơi, sửa một cái lễ để nhờ các cô, các ông, các bà, các bác và các anh, các chị cùng các cháu xuống nhà gái an hỏi cho cháu Quân. Giờ khởi hành đã tới. Trước khi đi, tôi thay mặt gia đình xin kính chúc các cô, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đi trên đường được an khang, thịnh vượng. Xin kính mời. Thân xinh từ ngày quen biết lòng anh.
cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ô em xem kìa đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thật xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tin đây? Xin em yên lòng, anh cứ cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cầu trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tin đây? Xin em yên lòng, anh như cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cầu trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Tại
chẳng mực ta vẫn cứ đồng chơi. Anh nhất hành tinh nè, còn em nhất trần đời. Lời đầu tiên xin kính chúc sức khỏe các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, nội ngoại, ba bề, bốn bên của hai họ, nhà trai, nhà gái và các vị quý khách cùng các bạn nam thanh, nữ tú. Một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Hạnh phúc của hai cháu Quân và Bích, vạn sự khởi đầu nan. Về thời tiết rất là ủng hộ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hôm nay tôi đại diện cho họ nhà trai xin giới thiệu sự hiện diện có mặt của các ông, các bà họ nhà trai để các ông, các bà họ nhà gái nắm được. Xin giới thiệu và ông ngoại của cháu Quân, những người kia. Ông chú, các chú, cô, dì, chú, bác đều có mặt của cái ngày như thế nào, có anh ấy ăn hỏi tại nhà gái. Qua một thời gian hai cháu tìm hiểu, đến giờ phút này được sự như thế đồng ý của, qua thời gian hai cháu tìm hiểu, đến giờ phút này hai cháu như thế là đã xin phép từ chỗ tình bạn trở thành tình yêu. Hai cháu xin phép bố mẹ đôi bên, hai gia đình đã trao đổi mạn đàm nhiều lần. Hôm nay là cái ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành. Gia đình họ nhà trai chúng tôi tu lễ quả lễ phi cổ bất thành chim, và đồng thời cũng là phong tục tập quán các vùng miền, các vùng quê để xuống nhà gái có ý kiến với các ông, các bà họ nhà gái chấp nhận cái lễ ăn hỏi để nhưng lên làm lễ kính gia tiên, để gia tiên chứng giám và tác thành cho hai cháu thành vợ thành chồng. Một lần nữa ngừng lời, chúng tôi kính chúc quan viên hai họ mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị và toàn thể quý khách. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, quan họ nhà trai đã giới thiệu thành phần đến để xin ăn hỏi và dẫn cưới đối với cháu Quân với cháu Bích. Đấy, qua quan phát biểu quan họ nhà trai, thay mặt quan họ nhà gái, chúng tôi xin giới thiệu như sau. Thứ nhất, có mặt đón tiếp quan họ nhà trai cũng có ông Nguyễn Đức Trường là trưởng họ Nguyễn Đức của chúng tôi. Cái thứ hai, về phía quan họ thì có đông đủ các ông, các bà, cô bác, anh chị em, các cháu có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Cái thứ ba là sự có mặt của đại gia đình ông Tuấn, bà Hằng, gồm có ông, các anh, các chị của ông Tuấn, bà Hằng đã có mặt trong buổi đón tiếp ngày hôm nay. Một cái vinh dự nữa là bà ngoại, tức là bà thông gia với ông Tuấn đấy, ở dưới cách có mặt cùng các con đã có mặt trong buổi đón tiếp quan họ nhà trai ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Sự hiện diện của ông Tuấn, bà Hằng là hai ông bà sinh ra cháu Bích cùng các ông, các bà có mặt ngày hôm nay để nhận cái lễ ăn hỏi của quan họ nhà trai đã có ý kiến. Còn quá trình tìm hiểu
đã hai cháu và được hai gia đình và hai con họ thống nhất hôm nay chính thức quan họ nhà gái chúng tôi sẽ làm tổ lễ đón nhận những cái lễ ăn hỏi và lễ tân cưới của con họ nhà trai. Xin cảm ơn các vị khách đã đến dự ủng hộ lễ ngày hôm nay. Cảm ơn.
sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân ngài cong tay phù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô dâu con đi chàng đi điều, cô dâu non dung nhan mặt mà, chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ô, hồ tay có con lần quay, rồi đây
che con đường về. Dòng hò lời hát hòa lên tha thiết như đang chờ mong. Kia nhìn đàn chim chào em cùng nhau đua hót, rộn ràng đàn em mừng vui đồng xanh lúa tốt. Gió mát quyến luyến trăng thanh hồn em, nước mắt quý mến hoa thơm thương em, thuyền tình đưa em chìm vào trong giấc mơ tiên thật quá tuyệt vời. Nếu em đã theo anh về, mình cùng sống vui suốt đời. Quân tình time I'll ever go.
Hello. 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 H
dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã yêu em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ong vui làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh sẽ yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Từ lâu.
quý vị rất nhiều. Vỗ tay lớn quý vị ơi, con đi chơi nào. Đêm nay anh đưa em về một buổi áo trời lấp lánh. Đêm nay anh đưa em về mắt em sao chiều lấp lánh. Đêm nay khi em đi rồi đừng đưa riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi tôi về tìm một nghe lời người yêu ơi trong tình buồn. Người yêu ơi trong tình buồn chọn tình yêu ta đã cho nhau hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong một lòng đừng khác ly tâm. Đêm mai ai đưa em về mình em trên nghe phố vắng. Đêm mai ai đưa em về mắt em lệ ướt lấp lánh. Đêm mai không ai đưa về người ơi xin đừng buồn rối. Đêm mai cô đơn đi về xin người hãy nhớ đi rồi. Đêm nay anh đưa em về đêm khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay ai đưa em về mắt em sao chiếu long lanh. Đêm nay khi em đi rồi đêm khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi tôi về để bước lên lòng. Người yêu ơi trong tình buồn, người yêu ơi trong tình buồn, trong tình yêu ta đã cho nhau hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muôn vàn tiếng khóc ly tâm. Đêm mai ai đưa em về mình em trên nghe phố vắng. Đêm mai ai đưa em về mắt em lệ ướt lòng lạnh. Đêm mai không ai đưa về người ơi xin đừng buồn rối. Đêm mai cô đơn đi về xin người một tràng vỗ tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits, and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Cherry Lady, and it goes down like that. Come on! Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go.
clock, 5:30 in the morning. Get out of bed and then I yawn it. Creep to the bathroom to wash my face. To my surprise, there's no toothpaste. And today we're just modern talking. 50% chance of rain, partly cloudy skies, and I feel good, baby. Break it down. We'll be right back.
Can't imagine I was stranded on an island with her. Another soul in the world knew where we were. I visualize, I'm hypnotized, lost in your fur. And I love you more than anything on this earth. What the fortunate fame, what's to living alone? Home alone, or even answer the phone. With every breath I take, make the truth unfold. Makes the whole world behold, you're my heart and soul. Yeah.
Anh
lời đầu tiên tôi kính chúc sức khỏe các quý ông, các quý bà, các vị quý khách, các bà nam thanh nữ tú, một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Qua một thời gian hai cháu tìm hiểu đến giờ phút này đã là chín mùi. Được phép của các ông, các bà, họ nhà trai, họ nhà gái, được phép của hai chính quyền quê hương đã nhất trí và cho phép hai cháu, hai gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức cho hai cháu. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi đưa cháu Vân xuống nơi nhà gái. Trước tiên chúng tôi xin phép các ông, các bà và nhà gái cho hai cháu vào làm lễ gia tiên để gia tiên chứng nhận cả tám thành cho hai cháu thành vợ thành chồng. Và báo cáo với các cụ, các bà, giờ phút này chính thức cháu Tuấn sẽ là con rể của ông Tuấn và Hằng, và là cháu rể của các ông, các bà họ nhà gái. Cháu lớn được con lớn nhưng mà ba già còn hạn chế để các ông, các bà họ nhà gái giúp đỡ cháu nhiều hơn. Một lần nữa xin thay mặt kính chúc sức khỏe các quý ông, các quý bà, các vị quý khách, các bạn nam thanh nữ tú và đội chức mạnh khỏe hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Và kể từ giờ phút này trở đi, cháu Quân sẽ là cháu rể của Quan Lợi chúng tôi, là con rể của ông Tuấn bà Hằng, và cháu Bích sẽ là con dâu hiền của các cụ công, các bà và gia đình ở trên quê nhà ta ở trên Liên Trung Nam Phượng. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là anh. Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc
hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc.
thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta sướng hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa sắc, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi về đêm vui. Ơi hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi, làng quê ta hôm nay vui quá, dưng em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tan. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Đưa em về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, rồi tình ta như sóng xuôi con thuyền tình. Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mát hoa thơm, ôi nước mát hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Theo anh đi về quê hương ta đó. Em theo anh đi về quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Anh xin đưa em về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng.
không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Quê hương ta ôi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Quê hương ta ôi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mát hoa thơm, ôi nước mát hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Dưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc, lòng vui lắm em biết không em. Hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay, buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động. Em xua tan những ngày buồn chán, cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể, sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành. Ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng. Ông chào đón hai nhân vật chính, hai người hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Chúc rể Tiến Quân sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Bích, và xin mời hai bạn cùng bước về sân khấu tình yêu ra mắt dự kiến toàn thể các vị quan khách. Kính thưa quý vị, hai bạn đang tay trong tay cùng bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường hạnh phúc hôn nhân và gia đình, trước sự chứng kiến của cha mẹ và tất cả quý vị. Và trong niềm vui ngày hạnh phúc này, quý vị ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và thật đồng hồ nhiệt hơn đến cuối cuộc đời. Bên gia đình ngày hôm nay rất vui mừng được chào đón sự diện của tất cả quý vị. Và để mở đầu câu chuyện cho buổi sáng ngày hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện họ Nhị Gái. Lời đầu tiên tôi xin gửi kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà cùng con họ ngồi ngoài hai bên, cùng tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, cùng các bạn trẻ, bạn bè thân thiết của hai cháu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Bích, được đại diện cho quan họ nhà gái chúng tôi. Trải qua một thời gian, hai cháu gặp gỡ và quen biết nhau, rồi đi đến tìm hiểu và được sự nhất trí của hai gia đình. Thống nhất, nhất trí
chọn một ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, cử hành hôn lễ cho hai cháu. Tôi cũng có đôi lời như này. Tôi được quan họ nhà gái cử làm đại diện và giao cháu Bích lại cho ông bà và các cụ quan họ của nhà trai trên này. Thế là và cháu gái của tôi thì cũng còn trẻ người lo dạ, nên trong cuộc sống hôn nhân sắp tới chắc cũng có nhiều điều chưa được thì có, nếu có điều gì thì cũng mong các cụ các ông các bà, mong quan họ nhà trai tiếp tục chỉ bảo cháu để cho cháu làm sao trở thành dâu thảo vợ hiền. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ các ông các bà và kính chúc các cụ các bà cùng quan họ hai họ nội ngoại cùng tất cả các vị khách quý sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc buổi hôn lễ ngày hôm nay thành công tốt đẹp và trên hết là chúc phúc cho hai cháu cô dâu chú rể là Yến, Bích và Quân được trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu vô cùng quan trọng và ý nghĩa của bác trưởng đoàn đại diện hội nhà gái, đó chính là sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Phương. Và tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía trưởng đoàn đại diện hội nhà trai, đó chính là sự hiện diện của ông Nguyễn Tiến Bính, sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên, tôi kính chúc các quý ông, các quý bà, các vị quý khách cùng các bạn nam thanh nữ tú mọi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Qua ý kiến của vị đại diện cho họ nhà gái thì bây giờ là điểm đã đến rồi, hẹn cũng đã tới rồi, và đồng thời cũng để làm như thế là cái phần chốt của ông Tơ và Nguyệt xe duyên cho hai cháu, xe duyên cho hai cháu. Hai gia đình đã chọn năm, chọn tháng, chọn ngày, chọn giờ. Giờ là giờ vàng, giờ ngọc, giờ lộc, giờ tài, giờ hoàng đạo, nắm gạo nhiều tiền để tổ chức làm lễ thành gia thất cho hai cháu, để thực hiện ứng nước nhớ nguồn. Hai cháu đã làm lễ kính gia tiên để gia tiên chứng giám và tác thành cho hai cháu, để hai cháu thành vợ thành chồng. Giờ phút hạnh phúc vui mừng, cháu Bích chính thức là con dâu của ông bà Hương Mạnh và là cháu dâu của nội ngoại họ nhà trai cũng rồi. Cháu Quân chính thức là con rể của ông Tuấn và Hằng và là cháu rể của ông các bà nội ngoại họ nhà gái. Để như thế là coi như là cái mong muốn của hai gia đình và hai họ, hai cháu phải thương yêu nhau cho đến khi đầu bạc răng nọc, thành phúc là phải có thương nơi, thương nơi con đàn cháu đống. Chúc phúc cho hai cháu thể hiện dâu hiền dễ thảo, dâu hiền những gái dễ hiền con trai. Một lần nữa xin kính chúc các quý ông, các quý bà, các vị quý khách, các bạn nam thanh nữ tú lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu vô cùng quan trọng và ý nghĩa của ông Nguyễn Tiến Bính, trưởng đoàn đại diện hội nhà trai. Và kính thưa toàn thể quý vị, trải qua một thời gian tìm hiểu lâu dài của hai bạn, được sự nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt được sự hợp tác của chính quyền địa phương và cơ quan hai bạn công tác, đặc biệt hơn nữa qua hai lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn đại diện hội nhà trai và nhà gái, ngay sau đây xin phép thay mặt ban tổ chức kính đề nghị hai bác cùng tiến lên phía trước vào chính giữa sân khấu được không ạ? Xin mời hai bác ạ. Và xin mời hai bác cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật nồng ấm. Và quý vị chúng ta cùng dành một tràng bắt tay thật lớn và thật đồng nhiệt. Và chúng ta cùng chúc cho hai nhà chúng ta thắm tình thông gia, hai nhà như một. Và xin cảm ơn hai bác rất nhiều và mời hai bác trở về bàn dự tiệc. Mời quý vị ngày hôm nay hiện diện tại đây để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của hai bạn và hai bên gia đình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị ta cùng hướng ánh nhìn của mình về sân khấu tình yêu, nơi lễ đài phúc, để cùng chứng kiến một nghi lễ rất thiêng liêng, rất trang trọng. Hai bạn xin chung tay ghi dấu tại sân khấu tình yêu trước sự chứng kiến của cha mẹ và tất cả quý vị. Ngay sau đây, xin mời hai bạn tiến lên phía trước một bước. Và xin mời hai bạn chúng ta cùng hướng ánh nhìn vào nhau. Và xin mời hai bạn chúng ta cùng thực hiện nghi lễ chào nhẫn cưới cho nhau.
để đánh dấu khoảnh khắc trong cuộc đời của mình. Xin mời. Quý vị thân mến, hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà hạnh phúc là một cuộc hành trình mà chúng ta đã, đang và sẽ đi. Chiếc nhẫn tuy nhỏ bé nhưng minh chứng cho tình yêu của hai bạn, minh chứng cho sự gắn bó keo sơn đến trọn cuộc đời. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai bạn, xin quý vị dành cho hai bạn một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt hơn nữa được không ạ? Wow, rất tuyệt vời. Thank you. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, cùng quay trở lại với sân khấu tình yêu chúng ta ngày hôm nay. Trước khi tổ chức đại lễ thành hôn cho hai bạn, Tiến Quân có nói với MC rằng: anh MC ơi, trước sự chứng kiến của cha mẹ và tất cả quý vị ngày hôm nay, em có một món quà tình yêu vô cùng đặc biệt dành tặng cho người vợ yêu của mình. Trước sự chứng kiến của cha mẹ và tất cả quý vị, vậy thì hai bạn đã sẵn sàng chưa? Xin mời hai bạn chúng ta gửi gửi ánh nhìn vào nhau đi ạ. Và xin mời các khấu này hoàn toàn thuộc về bạn. Vợ là vợ của bạn, hôn vào đâu thì tùy bạn. Và một tràng pháo tay thật lớn và thật đồng nghiệp đến từ tất cả quý vị. Và chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Với một hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn mà ban tổ chức chúng tôi xây dựng với mong muốn mang đến cho hai bạn một bầu không khí vô cùng ý nghĩa, một đại lễ thành hôn vô cùng hạnh phúc trước sự chứng kiến của cha mẹ và tất cả. Và kính thưa quý vị, hai bạn đang tay trong tay khơi nguồn tình cảm yêu thương trên dòng tháp xung quanh ngọt ngào. Dòng tháp xung quanh ngọt ngào tuôn trào trên tháp lì. Điều đó chứng minh cho tình yêu của hai bạn sẽ luôn đồng cháy. Và kể từ giờ phút này, hai bạn sẽ chung tay cùng nhau vượt qua mọi gian lao khó khăn của cuộc sống để cùng nhau đưa nhau đến bên bờ hạnh phúc. Hai bạn đang tay trong tay trước sự chứng kiến của cha mẹ và tất cả quý vị trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gia đình. Và sự lựa chọn của tất cả quý vị ngay tại lúc này là một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt hơn nữa được không ạ? Và chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc đến từ tất cả quý vị. Đặc biệt hơn nữa, trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, hai bạn sẽ nhận được các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa đến từ những người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Và món quà tình yêu đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà nội của chú rể cùng trở về sân khấu tình yêu với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu với lời chúc trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời ông bà. Vâng, xin thầy cảm ơn ông bà rất nhiều và chúc bà thật nhiều sức khỏe và trân trọng vô cùng ý nghĩa. Rằng qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu Tiến Quân và Ngọc Bích, đến nay hai cháu đã thành vợ thành chồng. Hôm nay là ngày đại lễ của hai cháu, được sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà nội ngoại ba bề bốn bên, hai họ đã đưa cháu Quân và cháu Bích về đây để làm lễ thành hôn. Tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà và toàn thể nội ngoại ba bề bốn bên, họ nhà trai cũng như họ nhà gái có mặt tại đây. Đồng thời cũng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà nội ngoại ba bề bốn bên, nhà trai cũng như nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thơ tặng hai cháu. Nắng hè chào đón giai nhân, đẹp cùng đám cưới Bích Quân một nhà. Bông sen nở rộ mùa hoa, hội hôn chúc phúc san hòa bình yên. Chúc mừng đẻ thảo dâu hiền, ông bà cha mẹ đôi bên mát lòng. Gửi nhiều hy vọng ước mong phát huy doanh nghiệp
thành công tháng này. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn một bài thơ vô cùng ý nghĩa của ông ngoại dành tặng cho hai cháu. Và ngay sau đây đó chính là món quà tình yêu của ông bà dành tặng cho hai cháu. Nhiều và chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Của hai bạn ngày hôm nay đó chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục và vun đắp cho tình yêu của hai bạn dành tặng cho hai con với lời chúc trăm năm hạnh phúc. Xin mời ông bà. Một giây phút hạnh phúc của đại gia đình với một món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa đến từ bố mẹ chú rể dành tặng cho hai con với lời chúc cho năm hạnh phúc. Và xin phép tất cả hai bạn chân thành cảm ơn ông bà rất nhiều và chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa đến từ các bác, các cô, chú, cậu vợ, chú dì, anh chị em trong đại gia đình cùng trở về sân khấu tình yêu với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn với lời chúc chào năm hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời đại gia đình. Tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin mời hai bác. Chân thành cảm ơn gia đình bác rất nhiều và chúc gia đình bác thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Vâng, chúng ta cùng đến với một quả tình yêu vô cùng ý nghĩa đến từ cô chú Tuyền Nguyệt. Và món quà tình yêu tiếp theo, xin mời gia đình chú Tím, Thắng, Thảo cùng trở về sân khấu với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Trân trọng kính mời. Vâng, chân thành cảm ơn các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa đến từ tất cả quý vị dành tặng cho hai bạn trong ngày vui cuối cùng này. Xin diện của tất cả quý vị đó chính là niềm vinh hạnh cho hai bạn và đại gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự diện của tất cả quý vị. Và món quà tình yêu tiếp theo đó chính là sự hiện diện của gia đình cậu vợ Cường Anh cùng trở về sân khấu với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin mời. Và món quà tình yêu tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đó chính là sự hiện diện của bà Vinh với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời bà. Và món quà tình yêu tiếp theo, vâng ạ, chúng tôi xin mời bà Xuân cùng trở về sân khấu. Bà Hồ. Vâng ạ, sự hiện diện của bà Vinh, bà Xuân, bà Hồ và bà Thành với một quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho các cháu và chúc lộc của các bà dành tặng cho hai cháu. Chân thành cảm ơn bà rất nhiều và trân trọng kính mời gia đình bác Thủy Thắng với một quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin mời. Và một quà tình yêu tiếp theo, xin mời dì Hiền cùng trở về sân khấu với một quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Và món quà tình yêu tiếp theo, trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của chú dì Thắng Xuyên với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Trân trọng kính mời. Món quà tình yêu tiếp theo, xin mời sự hiện diện của bà Hồng Hạnh cùng trở về sân khấu với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin mời. Và trân trọng kính mời sự hiện diện của bà Thu Tân với món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn trong ngày vui phúc này. Xin mời. Xin mời sự hiện diện của bà Thu Tân. Vâng ạ, và món quà tình yêu tiếp theo đó chính là món quà tình yêu đến từ Thím Tuấn Phượng. Và kính thưa quý vị, trong một niềm vui niềm hạnh phúc của hai bạn và đại gia đình ngày hôm nay, rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Có rất nhiều các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn trong ngày vui phúc hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị.
mời gia đình chị Ngan Tiệp cùng trở về sân khấu góp gọi tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn trân trọng kính mời. Và xin mời gia đình hai bác Lý Đức cùng trở về sân khấu. Bác Dung Mai, bác Lý Đức và cô Cường Oanh xin mời đại gia đình với các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn. Xin mời. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây đó chính là sự hiện diện và trân trọng kính mời trở lên sân khấu, đó chính là sự hiện diện của cụ Bính. Cụ Bính sẽ có món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai cháu nhiều. Sự hiện diện của cụ là niềm vinh hạnh cho hai cháu trong ngày vui phút hôm nay, và xin phép tất cả hai bạn chúc cụ thật nhiều sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn sự diện của gia đình anh chị với một quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn trong ngày vui phút hôm nay. Xin dành tặng cho hai bạn. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng bước lên được không ạ? Xin mời đại gia đình ạ. Tất cả các anh các chị chúng ta cùng bước lên sân khấu và trao các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn. Trân trọng kính mời các anh, các chị cũng như toàn thể quý vị, các em. Xin mời đại gia đình ạ, xin mời sự hiện diện các anh các chị và các em của cô dâu và chú rể trong ngày vui phút này. Chúng ta cùng trở về sân khấu với các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn, và chúng ta cùng chụp hình lưu niệm, lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai bạn và đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin cảm ơn sự hiện diện của đại gia đình rất nhiều. Và các món quà tình yêu tiếp theo, xin mời các anh, các chị, các em trong đại gia đình chúng ta cùng trở về sân khấu đi ạ. Xin chân thành cảm ơn. Tất cả mọi người ạ, các em, các anh, các chị, các cháu trong đại gia đình, chúng ta cùng trở về sân khấu tình yêu với các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai bạn. Vào đại gia đình chúng ta cùng chụp một tấm hình lưu niệm, lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai bạn bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin phép tất cả hai bạn chân thành cảm ơn tới sự diện của tất cả quý vị, và đặc biệt đó chính là các món quà tình yêu vô cùng ý nghĩa đến từ tất cả quý vị. Vâng ạ, với sự diện của dàn ái đài đỏ tự chúc cho một sự may mắn, một sự phúc lộc cho niềm vui để hạnh phúc của hai bạn bên gia đình. Một lần nữa xin phép tất cả hai bạn chân thành cảm ơn sự diện của các chị, sự gắn nhìn chúng ta rất nhiều, và chúc các chị thật nhiều hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, và đặc biệt sẽ luôn luôn trẻ đẹp và xinh như thế này. Đó chính là cuộc sống hạnh phúc gia đình mà cô ấy đã lựa chọn. Và ngay tại lúc này, với mong muốn của những người thực hiện chương trình, mời bố cô dâu chúng ta cùng tiến lại và cầm tay con gái yêu của mình, trao vào tay chàng rể mà ông bà đã lựa chọn và tin tưởng thật nhiều. Và quý vị ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt. Và chúng ta cùng tình yêu chúng ta ngày hôm nay mà đúng là công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước người. Cầu nối cho đại gia đình, và tôi xin đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng hô vang chúc mừng hạnh phúc để cùng chúc mừng ba, chúc mừng hạnh phúc. Và xin mời quý vị ta cùng gạn ly, và xin mời đại gia đình chúng ta cùng ly bên nhau. Xin mời. Và để thêm lời cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả. We'll be right back.
thuần thơ. Hoặc công việc lo gì chỉ có từ mình, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ mơ bên trong tay thì à, chờ bao lâu trên tâm trí ta. Mơ yêu em tiếc anh như yêu lần đầu, anh vẫn yêu em dài lâu. Tặng đóa hoa hồng ngát hương
lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng, để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm